Thưa quý vị, sáng nay, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác dân vận đã đề ra. Công tác tuyên truyền bầu cử được đẩy mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử. Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng hộ và thực hiện nghiêm các biện pháp của Trung ương, thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt nghị quyết số 25 khóa 11 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Ban hành chỉ thị về lãnh đạo công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, chỉ thị nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết lần thứ 22 Đảng bộ thành phố về công tác dân vận.